Vương Mai chúc chào bông, xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được lên giới thiệu với cả nhà là 5 cây mai dạo Thủ Đức gốc bứng, gốc đẹp nha cả nhà. Có những con thú ở trong đây luôn nha. Và đây là cây số 20. Này, em sẽ quay cái bộ rốc cây số 20 cho cả nhà xem nha. Đó, và đây là một cái con thú nha. Đây là cái chân nó đây, cái chân nó đây nha. Rồi, em sẽ quay từ từ cho cả nhà xem nha. Đây là một con thú nha cả nhà. Cây rất là đẹp luôn nha. Cái này chơi Tết thì rất là ok luôn nha. Rồi thì cái cây này nó có cái hoành là 19, cao là 70 và ngang là 85. Cái cây này thì em ghép được hai mắc bo nha. Hai mắc bo ở trên đây đây. Nói chung là cái mắc bo gần 4 mùa rồi nha cả nhà. Cho nên là cái mắc bo nó đã cứng hết rồi. Và đây là cái tán của nó đây. Đó, cây này là cây số 20 nha cả nhà. Thì cái cây này em bán với giá là 1,2 triệu. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Bởi vì cái cây này vận chuyển nó cũng giá nó cũng hơi cao nha cả nhà. Cho nên là cây này mà em chỉ bán với giá có 1,2 triệu thôi. Cho nên xin mời cả nhà vào xem ủng hộ cho vườn mai chiếc chè bông nha. Đây là cây số 20 và tiếp tục là cây số 21. Và đây là cây số 21 nha cả bạn nhà. Đây là một cây đế nơm nha. Cây đế nơm rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là cái mắt bo ghép của nó là 3 mắt bo ghép nha. Mắt nào mắt nấy nó rất là mập luôn, mập ủ nu luôn nha cả nhà. Đó, và một cái đế nơm rất là đẹp nha. Đây, đế nơm nha. Thì em xin được đọc cái thông số là cái hoành 19, cao là 32 và ngang là 90 nha cả nhà. Thì cây 21 này em bán với giá là 1,2 triệu luôn nha. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà. Cái tán nó bích màn hình em luôn rồi cả nhà ơi. Đó, cây này giá 1,2 triệu, bao phí vận chuyển luôn nha. Và tiếp tục là cây số 22. Nó rất nổi. Đây là cây số 22 nha cả nhà. Và em sẽ quay cái bộ đế cho 62 này. Cây này rất là lạ luôn nha. Đó, rất là lạ, rất là đẹp luôn nha. Đó, nhìn cả nhà nhìn xem nha. Cây này rất là lạ mà rất là đẹp luôn. Và cái mắt bo ghép của nó rất là mập rồi nha cả nhà. Rất là nhiều mắt bo ghép nha. Vòng vòng ở đây thì cũng nhiều bo lắm. Thì cái cây này em cũng bán với giá là 1,2 triệu. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Và đây là cây số 22, giá 1,2 triệu, bao phí vận chuyển luôn nha. Cây đế rất là lạ luôn nha cả nhà. Đế thú tổ chim luôn á. Rồi tiếp tục là cây số 23. Cây số 23 này nó có cái bộ tán rất là khủng nha cả nhà. Đây, và đặc biệt là ở dưới là một con thú nha. Con thú đây, một con thú nằm nữa nha cả nhà ơi. Đây, một con thú nằm nha. Một con thú rất là đẹp luôn. Đó, y như một con chó nó nằm luôn nè cả nhà ơi. Thì cái cây này á, em ghép được 3-4 mắt bo luôn nha. Mà mắt bo rất là mập luôn. Cái cây này thì nó có cái hoành là 18, cao là 67 và ngang là 1m nha. 1m nha cả nhà. Nó cái tán của nó tròn do sum xuê lắm nha. Thì cái cây này 23 này em bán với giá là 1,3 triệu. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Rồi và tiếp tục là cây số 24. Rồi đây là cây số 24, một cái đế thú nữa nha cả nhà. Một cái đế thú nha. Đế thú đây. Rồi em sẽ quay từ từ cho cả nhà xem nha. Đây đó, rất là đẹp nha cả nhà. Rất là đẹp luôn nha. Thì cái cây này em ghép được 3 mắt bo ghép nha. Thì cái này gần 4 mùa rồi. Cho nên là cây rất là sum xuê nha cả nhà. Thì cái hoành này là 18, cao là 27 và ngang là 95. Ngang là 95 nha. Đó, em sẽ quay từ từ cho cả nhà xem cái cây này ha. Thì cái cây này em bán với giá là 1,2 triệu. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Chỉ 1,2 triệu thôi nha cả nhà. Rồi xin mời cả nhà vào xem và ủng hộ cho vườn mai chiếc chè bông nha.